Sáng ngày 2 tháng 5, Sở Y tế Hà Nam cho biết đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch thôn Quang Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hai trường hợp trên đều là nữ, gồm VTH ở thôn Phú Lương, xã Chân Lý và BTT tại thôn Cầu Không, xã Bắc Lý. Đây là các trường hợp F1 có tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 tại thôn Quang Nhân và thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Như vậy, tính đến 7 giờ sáng ngày 2 tháng 5, chùm lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam liên quan đến bệnh nhân 2899 đã lên tới 12 trường hợp. Ngày 1 tháng 5, Văn phòng Chính phủ phát thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát là rất cao. Đặc biệt Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phát hiện có trường hợp nhiễm bệnh phải thần tốc truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly ngay, điều trị tích cực và dập dịch triệt để, sớm ổn định tình hình và tâm lý cho nhân dân, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, kiên quyết không để dịch lây lan nhanh. Ngày 1 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có công văn yêu cầu tạm ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, beer club từ 16 giờ ngày 1 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã dừng tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động và các sự kiện Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 để phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an C08 thông tin, sau 2 ngày nghỉ lễ, cả nước có 25 người tử vong do tai nạn giao thông. Tất cả các vụ tai nạn dẫn đến chết người đều xảy ra ở đường bộ. Ngày 1 tháng 5, C08 cho biết đã xử lý nghiêm 2 vụ việc tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Bước đầu bắt giữ 51 đối tượng, thu giữ 90 mô tô gắn máy các loại, trong đó nhiều xe đã thay đổi đặc tính kết cấu. Tại Đà Lạt, ngày 1 tháng 5, các tuyến đường chính khu vực trung tâm như Trần Phú, 3 tháng 4, 3 tháng 2, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, khu vực trước chợ Đà Lạt, lượng phương tiện tăng cao nên di chuyển chậm. Trong sáng ngày 1 tháng 5, giao thông trên các tuyến quốc lộ 1, N2, 60, 62, ngang 2 tỉnh Tiền Giang, Long An, cơ bản thông thoáng. Dù vậy, Cảnh sát Giao thông Long An, Tiền Giang, Bến Tre vẫn phân công cán bộ chiến sĩ túc trực, giải quyết ùn tắc nếu có, nhất là ở khu vực cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, cầu Cổ Cò, huyện Cái Bè, ngã tư Đồng Tâm và ngã tư Lương Phú, huyện Châu Thành. Ngày 1 tháng 5, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Bộ Y tế Lào thông báo đến Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về việc có tới 38 người Việt Nam tại khu vực Thạch Loan, trung tâm thủ đô Viên Chăn, có kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 tính riêng trong ngày 30 tháng 4. Thông báo này cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam phối hợp điều tra truy vết các ca F1. Đại sứ quán Việt Nam đã cử ngay cán bộ hỗ trợ kiều bào và giúp bạn theo yêu cầu. Ngoài 38 trường hợp trên, cộng đồng người Việt tại Lào đang có 18 ca mắc COVID-19. Đại dịch COVID-19 hoành hành hơn 1 năm qua khiến thị trường việc làm và người lao động trên thế giới phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu trong năm 2020 tăng 1,1%, tương đương 33 triệu người, nâng tổng số người không có việc làm trên thế giới lên 220 triệu người. Nhân 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2021, Tổ chức Lao động Quốc tế kêu gọi tập trung vào những chiến lược nhằm bảo vệ việc làm cho người lao động và xây dựng khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, để đối phó với những hậu quả của vòng xoáy dịch bệnh, các quốc gia nên dành khoản hỗ trợ đặc biệt cho những nhóm và lĩnh vực chịu tác động nghiêm trọng nhất. Đô đốc John Aquilino, tân tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, vừa cam kết duy trì một khu vực tự do và rộng mở, đồng thời đưa ra sự răn đe cần thiết để ngăn chặn xung đột giữa các cường quốc. Ông Aquilino cho rằng, trật tự quốc tế dựa trên quy tắc là nền tảng để khu vực thịnh vượng và phát triển, đồng thời nhấn mạnh môi trường Mỹ và đồng minh tạo ra trong nhiều thập niên đang bị thách thức. Trận đấu giữa Hà Tĩnh gặp Nam Định thuộc vòng 12 LS V-League 2021 diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 2 tháng 5 trên sân Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thay tướng và đã đổi được vận với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.
trong đó hai chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An và Becamec Bình Dương giúp đội bóng miền Trung thoát khỏi vị trí đội sổ với 2 điểm, nhiều hơn đội bét bảng Sông Lam Nghệ An. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã mang đến luồng gió mới cho Hà Tĩnh, từ phong thái đồ đến vấn đề chuyên môn. Việc Phi Sơn, Tuấn Hải, Akinade đã tìm lại bản năng ghi bàn sẽ mở ra tín hiệu lạc quan cho Hà Tĩnh trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên vẫn còn đó những điểm khuyết nơi hàng thủ, nhất là khi bị Becamec Bình Dương ghi liền 2 bàn vào cuối trận vì sự thiếu tập trung. Vì vậy, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và cộng sự phải sớm điều chỉnh sai số. Bởi lẽ Nam Định, đối thủ tiếp theo của Hà Tĩnh rất giỏi trong việc trừng phạt sai lầm của đối thủ.